Việt Nam, đất nước giàu truyền thống văn hóa với rất nhiều danh lam thắng cảnh được bạn bè thế giới công nhận. Đó là điểm tựa để du lịch Việt Nam không ngừng phát triển trong những năm qua. Năm 2016, du lịch Việt Nam đạt ngưỡng kỷ lục khi lần đầu tiên đón được hơn 10 triệu khách quốc tế, tăng 26% so với năm 2015, phục vụ 62 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt lên con số 400.000 tỷ đồng. Sự phát triển mạnh mẽ của du lịch Việt Nam đã thắp sáng một thị trường đầu tư đầy tiềm năng, bất động sản nghỉ dưỡng. Nhưng đây có phải một kênh đầu tư lý tưởng? Sử dụng các khoản chi tiêu bất ngờ hay kế hoạch dài hạn như mua nhà, mua xe, cho con đi học, bạn không thể cứ mãi cắt xén các phần chi tiêu nhằm tích lũy cho tương lai. Khi có tiền nhàn rỗi, đầu tư khoản tiền đó đúng cách mới là giải pháp để chuẩn bị một tương lai bền vững. Với rất nhiều kênh đầu tư hiện nay, các nhà đầu tư thông thái lựa chọn kênh đầu tư nào? Để sinh lời cao và ổn định, an toàn và bảo toàn vốn, giá trị khoản đầu tư tăng theo thời gian, thành thơi đầu tư, dễ dàng quản lý. Cùng điểm qua một số kênh đầu tư chính hiện nay. Chứng khoán, kênh đầu tư mang lại lợi nhuận hấp dẫn nhưng cũng mang tới nhiều rủi ro nhất. Thực tế đã cho thấy biến động của cổ phiếu có phần mang tính ngẫu nhiên. Dù không có con số thống kê chính xác, nhưng ước chừng chỉ có 5% số người tham gia vào thị trường chứng khoán đạt được mục đích. Như vậy, có đến gần 95% nhà đầu tư thua lỗ trên thị trường này. Vàng và ngoại tệ, tuy cũng là một kênh khá hấp dẫn khi có tính thanh khoản cao, nhưng lợi nhuận vẫn hàm chứa rủi ro do chịu tác động mạnh mẽ dưới những biến động khó lường của kinh tế chính trị thế giới. Nhất là khi chính phủ không khuyến khích đầu tư vàng và đang không ngừng nỗ lực giảm tình trạng vàng hóa, đô la hóa trong dân. Gửi ngân hàng, kênh đầu tư được xem là khá an toàn nhưng không mang tới nhiều giá trị gia tăng. Bất kể lạm phát có tăng 3% hay 5%, ngân hàng đều không trả cho người gửi đồng nào để bù trừ lạm phát, chỉ có tiền gốc trả về cùng số tiền phần trăm lãi suất. Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm ngân hàng cao nhất tại thời điểm tháng 3 năm 2017 với tiền gửi kỳ hạn 12 tháng chỉ rơi vào khoảng 7%. Do vậy, theo đánh giá của các chuyên gia, bất động sản nghỉ dưỡng vẫn là một trong những kênh đầu tư tiềm năng nhất. Mặc dù được đánh giá là kênh đầu tư tiềm năng, nhưng không phải dự án nào cũng là miếng bánh ngọt sinh lời hấp dẫn cho nhà đầu tư. Một số dự án thì được giới đầu tư săn lùng, số khác lại rất khó khăn khi tiếp cận khách hàng. Việc chọn một dự án trong phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng để đầu tư là cả một nghệ thuật. Vị trí dự án gắn liền với tiềm năng phát triển, vị trí cần là điểm du lịch nổi tiếng, có hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn thiện, định hướng và các chính sách hỗ trợ phù hợp. Chủ đầu tư cần là đơn vị chuyên nghiệp và uy tín, có nền tảng tài chính tốt và giàu kinh nghiệm trên thị trường mới đảm bảo được chất lượng thiết kế, tiến độ thi công và vận hành đúng cam kết. Thêm vào đó, đơn vị vận hành càng danh tiếng thì càng đảm bảo được nguồn khách ổn định và là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp tăng cao giá trị bất động sản. Cuối cùng, mức đầu tư phải hợp lý, các chính sách cam kết lợi nhuận phải rõ ràng và có khả năng sinh lời thấy rõ. Thỏa mãn đầy đủ các yếu tố trên, Intercontinental Phú Quốc Long Beach Residence, dự án xứng đáng dẫn đầu xu hướng đầu tư năm 2017. Địa thế chiến lược được xây dựng trở thành trung tâm du lịch và đặc khu kinh tế trong năm 2020, Phú Quốc ôm trọn những yếu tố sáng nhất thị trường để đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng. Tọa lạc tại bãi trường, Intercontinental Phú Quốc Long Beach Residence có một địa thế chiến lược là giao điểm của hệ thống tiện ích hoàn chỉnh, là thành tố quan trọng của khu phức hợp du lịch Phú Quốc Marina, nơi hội tụ các thương hiệu nghỉ dưỡng và giải trí hàng đầu. Chủ đầu tư và đơn vị vận hành danh tiếng bậc nhất, Intercontinental Phú Quốc Long Beach Residence, được vận hành bởi tập đoàn IHG, nhà điều hành khách sạn lớn nhất thế giới, luôn khẳng định vị thế dẫn đầu với 70 năm kinh nghiệm. Bên cạnh đó, chủ đầu tư Beam Group là một tập đoàn có bề dày kinh nghiệm phát triển hơn 20 năm, khẳng định tiềm lực tài chính vững mạnh và danh tiếng qua nhiều sản phẩm. Đồng thời tự hào là một trong số ít những nhà đầu tư đáp ứng trọn vẹn những yêu cầu khắt khe của các đơn vị đối tác quốc tế hàng đầu. Đây là bảo chứng chất lượng và nguồn khách ổn định cho dự án. Dự án đột phá trong chính sách, Beam Group đưa ra chính sách mới chưa từng có, chia sẻ đến 40% doanh thu khai thác phòng. Mô hình này sẽ giúp khách hàng không cần lo lắng về chi phí vận hành khách sạn, vốn chiếm phần lớn tổng doanh thu của các khách sạn 4 đến 5 sao. Chính sách này sẽ loại bỏ được một mối bận tâm lớn cho nhà đầu tư và giúp họ dễ dàng quản lý hiệu quả sinh lời của tài sản hơn. Chủ đầu tư cam kết lợi nhuận lý tưởng lên đến 9% một năm trong 9 năm. Với công suất phòng dự đoán sẽ lũy tiến tăng dần hàng năm, giá thuê trung bình ước tính tăng khoảng 3% một năm. Dự án hoàn toàn có thể đảm bảo lợi nhuận ổn định, dự kiến cao hơn 9% ngay từ năm thứ tư và có thể lên tới 12,3% ở năm thứ 9. Khách hàng chỉ cần thanh toán 30% giá trị căn hộ trong 2 đợt là có thể nhận bàn giao và bắt đầu hưởng lợi nhuận đầu tư từ chương trình cho thuê của năm đầu tiên. Mức thanh toán các đợt 3 đến 6 tương ứng 16,25% giá trị căn hộ. Tuy nhiên, khoản lợi nhuận cam kết 9% giá trị căn hộ năm đầu tiên được chia đều
và trả cho khách lần lượt vào 4 đợt nêu trên. Mỗi đợt, khách hàng chỉ phải thanh toán thực tế tương ứng 14% giá trị căn hộ. Như vậy, khách hàng sẽ chỉ phải thanh toán 86% giá trị căn hộ trong một khoảng thời gian khá dài. Đây là chính sách thanh toán hết sức linh hoạt mà chưa có dự án nào áp dụng. Đầu tư thông thái, gặt hái thành công. Intercontinental Phú Quốc Long Beach Residence.